Ok. Là 4 nha. Tối ngày ra đây đọc ngọc. Đồ gì mà cũng nghệ. Ra ngày đầu tiên anh không phải thích chứ. Bộ con Vic 2 rồi nghệ. Thì đây Vic 2 có clip rồi. Mày con này clip. À, ok ok. Đang lô chim đúng không? Ê. Thôi anh à. Quyết định. Dây rồi. Trứng cáp nha. Quá cứng. Đây. Đây nhận trứng này. À. Đây. Về cơ bản thì ở phần dưới thì nó sẽ tương tự như dòng Red 3 Pro nha. Các mắt kẹt lock này TF, BF với lại FPV y chang nha. Rồi còn ở bên này, bên này thì mình sẽ có thêm cái này là mới nha. Cái này này, cái chỉnh này là cái chỉnh cộng trừ với lại là di chuyển điều khiển. Rồi thêm một cái nữa là cái phần ở miếng LED ở phía trên. Đây mọi người cùng xem nha, cái LED ở phía trên này nó sẽ có thể mình chuyển đổi giữa ngang với là dọc nha. Mình xem cái chỗ này này. Relay là cái mà tháo rời ra được này. Mà mình phải đây dặn anh mở cái này ra. Đúng rồi, mở ra sau đó là mình bấm vô mình mới rút ra được. Đó, thì khi đó thì mình sẽ chuyển đổi LED nha. Rồi đặt vô, mình chỉ có một chiều thôi nha, mình đặt như thế này không được nha. Mình đặt như thế này không được đâu, tại vì nó có đánh dấu hết màn, mình phải đặt như thế này mới đúng này. Đó, đẩy vô, xoay, xiết lại, ok chưa? Thì cái này là để dành cho anh những anh em nào mà chơi cưng kiểu cưng dọc nha. Rồi, cái tay cầm thì mình cũng tương tự, mình lắp ở bên hông nha. Bên hông nào cũng được. Ngàm này là gọi là ngàm NATO nha. LED thì đây mà mọi người cùng xem này, nó sẽ khác cái chỗ này chút nha. Có nghĩa là cái này là cái phần mà cố định vô nha. Nếu mà trường hợp mà cái máy của mình là cái phần bị dày nó khác nhau thì mình có thể mình điều chỉnh cho nó khác nhau. Ủa? Cái này ra cho mọi người xem cho nó dễ này. Đó, thấy chưa? Nhìn LED này nó độc đáo ghê chưa? Đó, thậm chí cái này mình lấy ra ngoài cũng được nha. Ok, rồi, bày nó vô này. Đó, những con mà micro LED nhỏ nhỏ thì cái này đi ra nhiều khi nó bự hơn thì mình có thể đẩy nó ra. Và khi mà mình siết góc vô á thì tự động cái này nó sẽ siết lại luôn nha. Cái thiết kế này rất là hay. Ok thì con Red 4 Pro và những dòng mà Red 4 mới ra thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và có giấy tốc cho mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.